Phạm Thành Tuân, học lớp 9 trên 2 trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Em đến từ Đà Nẵng. Em đi đến cuộc thi này một mình, không được sự đồng ý của ba mẹ vì đam mê của em rất là lớn. Đáp cánh về Sài Gòn, ba mẹ đã gọi điện cho em và đã ủng hộ em, và em rất là vui mừng vì điều đó. Em sẽ cố gắng hết sức để các huấn luyện viên quay ghế vì mình và để ba mẹ sẽ tự hào với niềm đam mê của em. Người nhà em đâu? Dạ em đi một mình ạ. Một mình em đến đây? Dạ. Nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở Đà Nẵng. Em ở Đà Nẵng đi một mình đến đây? Dạ, lúc đầu là gia đình em không cho, nhưng em tự đi ra đến đây và em gửi lại cho gia đình em một lá thư. Và sau đó gia đình em đã ủng hộ em hết mình. Tại vì em đã lấy cái niềm đam mê của em và thuyết phục được bố mẹ chấp nhận cho em như thế là em thấy là một cái nghị lực rất là lớn rồi. Và hy vọng là em phải tự tin, phải thoải mái lên thì mình mới chiến thắng được chứ. Để mà mình mang được cái niềm vinh dự về nhà thì bố mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ con đường của mình. Chúc em mạnh mẽ. Nãy giờ trong suốt cái khâu chuẩn bị thì chị thấy là Tuân đi đâu cũng mang theo cái đàn guitar. Như vậy là em đang chuẩn bị một ca khúc hát với đàn guitar hay sao? Dạ, lúc đầu là em định dùng cái đàn guitar này lên sân khấu, nhưng lúc sau em thay đổi bài. Nhưng em vẫn mang nó theo như một vật may mắn vì nó đã ở trong gia đình em hơn 10 năm rồi. Chúc em sẽ có một phần trình diễn rất thành công hôm nay. Em cảm ơn. Bit of your taste, still a little bit of your lace in my town, still a little hard to say what's going on. Still a little bit of your song in my ears, still a little bit of your words I long to hear. You step a little closer to me, so close that I can see what's going on. Taught me to fly. Love taught me to lie. Life taught me to die. It's not hard to fall when flow like a cannon. Storms taught me to fly. Taught me to cry. So come on, courage, teach me to be shy. 'Cause it's not hard to fall, and I don't wanna scare her. It's not hard to fall, and I don't wanna lose. It's not hard to grow. You know that you just don't know. Wow. Wow. Tại sao gương mặt lại chú bất ấn nhá? Chú chọn luôn. Con là con năm nay con mấy tuổi rồi? Và... dạ con 15 tuổi. 15 tuổi thì kêu em đi nha. Thật sự cái câu đầu tiên á, ngày hôm nay á, anh đã nghe rất nhiều tiếng hát. Nhưng mà tiếng hát này nó lại làm cho anh thật là cảm động. Như là thật sự anh nhìn em và anh cảm nhận được là anh rất là tin là qua một tiếng hát mình có thể cảm nhận được cái câu chuyện của một người nào đó. Và xin lỗi Hải, em chưa có nói cái tên của em. Tên dạ, em là Phạm Thành Tuân. Tuân phải không? Dạ. Tuân, em có thể nói chia sẻ thêm với mọi người được không, với câu chuyện của em? Dạ, hôm nay là em đi thi một mình. Em không có đi chung với một ai trong gia đình đó. Yeah. Wow. Tại sao không ai đưa em đi? Dạ, tại vì là lúc đầu nhà em không có ai ủng hộ em hết. Mà lúc sau là em đã nhận được sự ủng hộ của cả gia đình em. Đây là một chàng trai rất là dũng cảm. Đó
rất là người châu đấy. Á rất là khó có cái rất là cái khó như vậy, tại cái tiếng nó rè rè mà nó trầm trầm mà nó lại không bị cố tình gần giọng, đúng mà rồi. Nó là giọng bản năng luôn, thực sự là đặc biệt. Và thì như vậy đi, phải về đòi của anh nghe, bởi vì anh là nam và rất là man và hiểu được. Này anh nói lên của anh không man hả? Ai men hơn các bạn ơi, ai men hơn đây hả? À, hả? Hả? Vậy cái tiếng hát của em, anh tin á, anh có thể phát triển nhiều hơn được. Anh nói tiếp đi là cái tiếng hát của em á, anh muốn là cho nó cao hơn. Anh thấy là nó đang bị cái chính giữa quá nhiều. Thì anh muốn đột phá cái tiếng hát, anh muốn nó tuyệt vời hơn, anh muốn cho nó như là... Em hát là nó chưa, em như là em chưa em cái ơi, đủ sự tự tin. Nhưng mà giọng của em là giọng trầm khàn, mà nếu mà em lên thì rồi giọng cao tiết như anh Bùi. Yeah. Cảm ơn. Ôi, cái này là đúng luôn. Không có cần phải ta tiết đâu, không có cần đâu. Bị trầm cũng hay nhưng mà nó cần màu sắc thêm. Màu sắc thêm hình thục ơi. Giọng anh Thanh Bùi trong quá, quá trong. Trong quá. Khào đây, giọng khàn khàn đây này. Giọng anh khàn nữa này. Em có thể suy nghĩ. Em xin chọn vào đội anh Thanh Bùi. Yeah! Ủa? Hạ bệ không có được hả? Yeah! Bây giờ có muốn bắn tin này cho em biết không? Dạ có. À, chị nghe bạn Tuân nói chuyện với chị nha. Mẹ con đậu rồi. Anh ấy hả? Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn.